Đó là bà Phát Thanh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, giới thiệu ngày hội Internet với phụ nữ. Bà con và các bạn thân mến, vào 14 giờ ngày 15 tháng 8 tới đây, tại xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức sẽ diễn ra sự kiện Internet với phụ nữ. Đây cũng là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill and Melinda gây tài trợ. Trong điều kiện đất nước đổi mới và phát triển, vì thế vai trò của người phụ nữ đã được nâng lên rõ rệt. Bình đẳng giới ngày càng được chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương ngày càng quan tâm. Ở nông thôn, vai trò của người phụ nữ ngày càng thể hiện rõ khi họ chiếm số đông trong dân số cũng như trong lực lượng sản xuất. Người phụ nữ ở nông thôn hầu như phải đảm nhiệm chính các công việc trồng trọt, chăn nuôi, nội trợ gia đình. Trong gia đình mà nam giới làm ăn xa, mọi công việc đồng áng, nghề phụ đều dồn lên vai người phụ nữ. Đặc biệt tác động của sự chuyển đổi kinh tế công nghiệp hóa đối với phụ nữ và nam giới rất khác nhau. Trong các gia đình ở nông thôn có một sự phân công lao động phổ biến theo cái hướng vợ ở lại nhà, chồng rời gia đình đi nơi khác để chồng rời gia đình đi nơi khác trong môi trường lao động tiên tiến hơn, thu nhập bằng tiền bạc, dẫn đến việc phụ nữ ở nông thôn dễ bị tụt hậu so với nam giới trong quá trình cải cách kinh tế và công nghiệp hóa. Với vậy, nhiều phụ nữ ở nông thôn hiện vẫn phải nhiều nỗi lo lắng, cập nhật, vất vả trong việc thực hiện các vai trò của mình trong việc kết hợp giữa hoạt động kinh tế với chăm sóc con cái. Tuy nhiên, trong cuộc sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa,